Em chào các bác nhé. Hôm nay em mời các bác xem về chiếc xe này của bên em. Chiếc xe mà nó có thiết kế cần số là tự động zig zag. Và con xe này của em nó đảm bản đủ, bản G đấy ạ. Nội thất màu kem, bên ngoài là màu đen. Sản xuất năm 2017, một chủ từ đầu luôn các bác ạ. Và đây là vô lăng của chiếc xe nhá. Đây, logo thương hiệu Toyota. Chiếc này được mang tên là Vios. Với động cơ của xe là máy 1.5 các bác nhá. Bản đủ đấy ạ. Bản đủ thì nó sẽ có gì ạ? Đây, nó có điều hòa auto, các bác nhìn xem. Đây, điều hòa auto của xe đây ạ. Em bật nhỏ loa một chút đi, đúng không ạ? Và dừng lại đi. Đây nhá, các bác nhìn xem là có hệ thống điều hòa auto tự động. Mình có thể là ấn nút auto này, có thể là mình ấn nút F mà không cần phải vặn những nút cơ giống như một số những mẫu xe đời thấp hoặc là những cái mẫu xe bản E các bác nhá. Nếu mà là bản E đấy ạ thì vị trí này nó là vặn cơ các bác ạ, chứ không phải là bấm bằng điện tử như này đâu. Được không? Và chiếc xe này thì cũng đã được lắp thêm một bộ loa trầm để dưới ghế rồi. Âm thanh nghe cực kỳ chất. Và đây là cần số dĩ dắt của chiếc xe. Đấy. Vô lăng củ số của xe này hoàn toàn thì còn đẹp các bác nhá. Do dùng ít cho nên là vô lăng củ số xe nó không bị mòn. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy. Các bác xem mặt phím còi của xe này. Đấy, cạnh của vô lăng này. Có tích hợp phím điều khiển âm thanh ở trên vô lăng rồi. Có túi khí an toàn được làm ở trên vô lăng rồi. Và bên kia cũng có một túi khí an toàn nữa các bác nhá. Trang bị là có hai túi khí an toàn cho các bác. Và có gương kính điều chỉnh điện. Gương của xe được thiết kế cục điện. Đây. Đây vị trí này là cục gương này. Đấy, chỗ này là mình chỉnh mặt này. Và đây là kính chỉnh điện của xe đây. Kính một chạm auto, kính lái này, kính lái là kính một chạm auto các bác nhá. Các bác nhìn xem, tất cả những cái chân ghế của xe nó còn rất mới luôn, vẫn còn chấm sơn luôn này. Đây là mở cốp và mở xăng, đây là mở cabo nằm ở đây các bác nhá. Sản xuất năm 2017 thì chiếc xe Vios cũng đã được lên máy mới rồi. Máy mới rồi các bác nhá. Máy mới thì bao giờ nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn này. Đấy, và chạy nó sẽ khỏe hơn. Người ta gọi là máy trắng đấy ạ. Và đây là phần đầu của chiếc xe. Phần đầu được trang bị có một số tính năng nữa. Ở phần sườn, chỗ gương, các bác nhìn thấy là có trang bị sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương nhá. Và lớp sơn của chiếc xe các bác nhìn này. Đấy, nghe nhìn rất là sướng luôn, nhìn rất thích luôn, soi được hẳn hình em ở trong gương luôn các bác này. Trang bị thì na đăng đúc là nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, na đăng đúc nguyên bản theo xe, có phanh đĩa và có phanh ABS đầy đủ các thứ. Đấy. Hôm nay các bác nhìn xem về lớp sơn của nó này, lớp sơn đẹp chưa? Và đèn nhá. Đèn của chiếc xe này cũng đã được lên một cặp đèn bi rồi, các bác nhìn xem. Đây đèn bi nhá. Cực chất luôn. Đấy. Đèn này cực sáng vào ban đêm các bác nhá. Các bác mình có thể mình xem mình thử luôn, cặp đèn này. Biển số đẹp, dễ nhớ, toàn số 3 với lại số 7 với lại số 8, số 9 thôi đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. Biển số đẹp chưa? Các bác nào mà ở quanh khu vực 37 mua chiếc xe này về đi thì quá là ok, không phải mất tiền biển số nữa đúng không ạ? Vẫn giữ nguyên được cái biển đẹp này. Xe thì mới rồi, zin cả xe luôn các bác ạ. Chỉ tỉa lại có một chút sơn bên ngoài nhá. Còn chiếc xe này là chưa làm lại gì đâu. Đấy, còn nguyên zin nguyên bản, gần như cả con luôn. Chỉ tỉa lại có một chút sơn. Và các bác mình cũng yên tâm là mình về mình không phải sửa gì nữa. Chỉ việc dùng, chỉ việc đi thôi. Không phải sửa sang gì nữa đâu các bác nhá. Bên em bán cho các bác chiếc xe này. Bên em có hỗ trợ làm những cái thủ tục cho các bác này. Và bên em có sự bảo hành cho các bác, cam kết bằng văn bản và có bảo hành cho các bác để các bác yên tâm về những mẫu xe bên em bán ra các bác nhá. Các bác mua về. Các bác như vậy đã yên tâm chưa? Nếu yên tâm rồi thì mình chỉ xem qua về hình thức, xong đó thì bàn về giá thôi đúng không ạ? Còn bác nào mà muốn em đánh xe trực tiếp đến kiểm tra bên em cũng đánh luôn. Đánh tận nhà cho các bác được các bác nhá. Kiểm tra thoải mái các bác. Các bác đây. Các bác nhìn xem cho em cái phần đèn pha nữa của xe đây. Rất là mới này. Đây quả bi nữa các bác nhá. Mặt nạ cao năng này của chiếc xe thì cũng đã được ốp lốp rồi. Và Toyota Vios số tự động thì em có con xe này và em có một con màu trắng các bác nhá. Một con nữa màu trắng. Hôm nay nói hơi bị níu nữa một chút các bác ạ. Các bác thông cảm cho em một chút nha, là hôm nay em nói hơi bị lẫn nhầm một chút. Tại vì hôm nay đấy ạ là nó cũng có một số công việc, một số công việc mà em phải nói hơi nhiều, cho nên là mới nói đến bây giờ là nó hơi bị khan cổ. Nói nhiều quá thì thường thường em hay nói lẫn. Lẫn ở đây là cái câu từ đấy ạ, chứ còn thì về chất lượng của xe thì không thể lẫn được các bác nhá. Đẹp là đẹp mà chất là chất. Các bác yên tâm là như vậy. Đăng kiểm đây tháng 6 năm 22 thì tháng 6 ở đây là cái phí đường bây giờ đây là cái phí đường bộ các bác nhá. Còn đấy đăng kiểm vẫn còn đến tháng 12. Sau video này thì em sẽ cho đi đăng kiểm luôn. Đăng kiểm và phí đường bộ sẽ có luôn các bác nhá. Vâng.
Kính của xe bọc dán toàn bộ xung quanh thì bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Ốp lốp một số vị trí rồi, tay cầm rồi nẹp kính các thứ có đủ cả rồi nhá. Kính của xe là không bị xước và là kính zin đây. Nội thất ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Đấy, nguyên bản theo xe luôn. Và các bác thấy ghế còn rất đẹp đúng không ạ? Một bộ ghế da của xe còn rất đẹp thì từ cái ghế lái cho đến ghế phụ cho đến ghế đằng sau đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe Toyota Vios 2017 này các bác em. Con xe chính chủ tư nhân mà em mua từ trong Nghệ An ra các bác nhá. Xe đẹp xuất sắc, không một lỗi gì. Keo chỉ của xe là vẫn còn nguyên. Đây các bác nhìn xem cho em, keo chỉ vẫn còn này, đúng không? Lòng trong cái cửa xe vẫn là sơn zin các bác nhá. Tắp đi tắp nô thiết kế là hai màu. Đây các bác nhìn xem là thiết kế hai màu. Các bác nhìn xem rất mới đúng không ạ? Rất mới luôn này. Đây, rất mới nhá các bác nhìn xem này. Đấy. Đúng không ạ? Đây nhá. Ok chưa ạ? Các bác nhìn. Ok chưa ạ? Đây nhá, vị trí tiếp theo các bác nhìn xem. Rất mới đúng không ạ? Chân ghế nhá. Đấy. Sàn của xe thì được bọc da rồi và có lót thảm trải ở trên nữa rồi. Ở chỗ này có trang bị cho các bác mình có một cái cổng sạc điện thoại này. Còn đây là một cái cốp đồ này. Còn đây là vị trí để mình đựng nước các bác nhá. Tắp nô đây, bên đây có trang bị một túi khí an toàn. Đồ nhựa tắp nô tắp ni của xe các bác nhìn thấy là rất ok đúng không ạ? Đấy. Màn hình giải trí và có cam đùi rồi. Màn hình của xe là màn hình cảm ứng các bác nhá. Màn hình cảm ứng đấy ạ. Đây. Đấy. Đấy, âm thanh thì nghe rất là tuyệt vời luôn. Đây các bác nghe này. Đấy. Âm thanh quá hay đúng không ạ? Rồi em tạm dừng đi. Và chìa khóa khiển nhá, cũng là nguyên bản theo xe luôn. Dạ vâng. Chiếc xe này được hiển thị ở trên đây nó là 6 vạn km, 6 vạn 8 cả nhà nhá. Cả nhà nhìn cho em. Đấy, ốp vô lăng rất đầy đủ rồi. Trần của xe được lên trần 5D rồi. Kính thì cũng đã được thiết kế loại kính chống chói. Với lại cả tắp nô của chiếc xe này cũng đã được thiết kế thêm, nắp thêm một cái phủ tắp nô. Phủ này để làm gì các bác biết không ạ? Là để chống nắng này, để chống nóng cho tắp nô các bác nhá. Bên để chống cái sự bạc màu cho tắp nô. Em thấy là anh chủ trước cũng rất là cẩn thận đúng không ạ? Đồ chơi cũng đã lên rồi. Bộ đồ chơi này cũng tương đối là giá trị, tương đối là nhiều tiền các bác nhá. Tôn vỏ xe là không bị bám mặt. Xung quanh các bác gõ không có chỗ nào nó kêu bục 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 đâu. Nó kêu long con như này các bác này. Đấy các bác nhá. Đây, tay cầm một chiếc xe, đây các bác nhìn xem. Đây. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Toyota. Dòng này các bác nhà mình em thấy là cũng đi rất là nhiều đây. Đi rất là nhiều, dùng rất là nhiều. Doanh số của dòng xe này lúc mới bán ra cực kỳ khủng khiếp luôn các bác nhá. Và đến bây giờ cũng vậy, các bác nhìn xem cho em. Đây các bác nhìn đấy ạ. Và đây em quay gần một chút để cho các bác nhìn. Rất sáng đẹp. Cái phần móc chốt khóa ở đây nhá. Các bác nhìn xem, rất mới luôn, gioăng không bị rách. Cả bộ ghế của xe là không bị sứt chỗ nào hay là bị nhau nhăn chỗ nào cả nhá. Không bị nhăn nhau chỗ nào cả. Vị trí phía sau đây thì các bác thấy là có gì ạ? Có một cái tấm nỉ. Đấy, tấm nỉ ở dưới đây. Các bác nhìn xem còn rất là trong. Rất trong. Và đây có một cái tì tay nhá. Mình hạ ra để mình tì tay và đựng đồ. Ở chỗ này cũng có vị trí để cho mình đựng đồ này. Nội thất của xe Vios thì nó sẽ rộng rãi hơn Accent các bác nhá. Rồi, đây là phần form vỏ bên ngoài của chiếc xe, các bác nhìn xem. Form vỏ không lỗi đâu. Đấy, tình trạng chiếc xe em bảo hành rồi thì các bác mình yên tâm về lỗi nhá. Em bảo hành về chất lượng xe rồi các bác yên tâm, đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe này các bác chỉ bàn về giá thôi. Và giá của chiếc xe này thì hiện tại bên em đang được chào bán với giá là trên 400 triệu đồng. Và cụ thể chốt giá bao nhiêu cho các bác mua thì mình cứ alo gọi điện cho bên em theo báo số hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Đây là ba số điện thoại bên em đang dùng thường xuyên liên tục và đang là ba số hotline của bên em các bác nhá. Các bác nhìn đây ạ, các bác nhìn xem đèn của xe đẹp chưa? Đấy, đèn đẹp chưa ạ? Xe không có một chỗ nào xấu cả đúng không? Các bác nhìn này. Tổng thành xe không có chỗ nào xấu cả nhá. Chiếc xe đời 2017 mà người ta chạy ít thì các bác biết là
thì chắc chắn điều rằng là xe còn mới rồi, đúng không ạ? 6 vạn km thôi mà, chưa tới 10 vạn các bác nhá. Đấy, tất cả những đồ nhựa, phần tay thì nắm bám này các bác nhìn này. Đấy, nó còn mới như vậy luôn. Rất mới. Đây nha các bác. Và cái bọt xốp ở trong này này, bọt xốp trong đây vẫn nguyên các bác này. Đây nữa, tem còn nguyên đúng không ạ? Sáng đẹp chưa? Xe rất là sạch sẽ, tươi tắn đúng không ạ? Cột kèo nguyên, bên em kiểm tra rồi các bác nhá. Cột kèo nguyên zin. Không mất một đinh nào hết. Kính của xe cũng vậy. Đây các bác nhìn xem là kính 2017 nó sẽ có số ở đây luôn các bác này. Đấy. Và một cánh tiếp theo cũng là trong những cánh cuối cùng. Cánh cùng mà em giới thiệu lên cho các bác xem đây ạ. Ok chưa? Em rất thích cái phần tắt đi cánh cửa của cái dòng xe Vios đời 2000 từ 2014 đến đời 2018 nhá. Những cái phần này được thiết kế ra nhìn rất đẹp đúng không ạ? Giống như kiểu bằng chất liệu da xong người ta khâu ấy, giống như vậy đúng không ạ? Khá là giống. Tay mở cửa của xe được ốp lốc rất là sáng bóng đây. Mà vách cửa tiếp theo đây các bác nhá. Đâu? Ok chưa? Xe đẹp long lanh luôn. Các bác nhìn từ đây thì mình cũng cảm nhận được phần nào đấy về chiếc xe rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì em mời các bác xem nốt nhá. Sơn vỏ bên ngoài đẹp cả con rồi. Đấy. Và form bên ngoài thì không bị bả mát tít, không bị lỗi đâm đụng va chạm gì các bác nhá. Nhưng sơn zin vẫn còn nhiều cho nên là nó còn căng bóng như thế này. Đấy, các bác nhìn xe này, rất căng bóng luôn. Bây giờ thì là một trong những cái phần rất là quan trọng của chiếc xe. Gầm và máy đúng không ạ? Gầm và máy các bác nha. Đây, gầm thì hơi bẩn thôi chứ còn thì không có hiện tượng lỗi hay xấu đâu. Máy 1.5 thì chiếc xe Vios này nó sẽ ở tầm khoảng là 4 đến 5 lít cho tới 6 lít trên 100 km các bác nhá. Và đây là chi tiết khoang máy động cơ của chiếc xe. Các bác nhìn này. Máy đẹp chưa ạ? Máy mới nhá, thì máy mới thì cái phần nắp này nó sẽ là màu trắng này. Nó sẽ là màu trắng các bác nhá. Máy số zin nguyên bản, cam kết với các bác là chưa bổ máy các bác nhá. Chưa bổ máy. Máy số zin. Đây là cabo này. Cabo đây các bác nhá. Tem nguyên, cabo nguyên. Cabo xe nó cũng chưa bị bẩn đâu. Rồi em mời các bác xem nốt phần ở dưới gầm. Dưới gầm đây cả nhà nhá. Đẹp chưa ạ? Bên em thì nhiều xe lắm, ngoài chiếc xe ra thì bên em vẫn còn trên 100 đầu xe cơ. Các bác hãy đến trực tiếp tại địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem, chạy thử, test những mẫu xe bên em đang bán, đang có nhá. Hiện tại bên em đang rất là nhiều xe. Chi tiết về xe và cụ thể về giá, các bác cứ gọi điện cho bên em theo 3 số điện thoại đó. Đừng ngại, đừng tiếp gì 1-2 phút điện thoại mình gọi nhá các bác. Bên em thì có chương trình trao đổi các xe, các bác có xe thì mang đem đổi cho. Và có thu mua lại tất cả những cái dòng xe mà các bác không có nhu cầu sử dụng nữa. Tất cả các bác nhá. Giá thành luôn luôn là hợp lý cho các bác mình làm sao không bị đắt rẻ các bác nhá. Những cái thủ tục sang tên đổi biển bên em hỗ trợ luôn. Ship xe bên em cũng hỗ trợ luôn. Cho dù là các bác ở trong miền Nam hay miền Trung đều được hết các bác nhá. Vâng. Về video về chiếc xe Vios 2017 này, em giới thiệu và quay cho các bác xem xong rồi. Các bác liên hệ sớm để chốt giá đẹp sẽ có giá tốt nhất cho mình mua các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.